Cái gì vậy bà nội? Bố lại ăn vụng sữa của con đấy hả? Ai ăn vụng ấy? Nhà bao nhiêu thứ không ăn thì ăn vụng sữa của con. Vợ cứ nghi ngờ linh tinh nhở, chồng đang pha sữa con đây. Thôi được rồi, để vợ pha cho đây này. Tiếp mồm vẫn còn bằng trứng này. Cả con nữa. Cơ mà công nhận sữa này vị nhà Thanh ngon thật vợ ạ. Và sao dâu thích. Đấy, nhìn mẹ pha mà cứ háu háu, háu đây này mẹ. Cái gì đấy? Đột phá công nghệ lợi khuẩn postbiotic, bổ sung tận 30 tỷ lợi khuẩn cùng HMO và chất xơ giúp tiêu hóa con khỏe. Trộm vía và sao bạn dâu dạo này ăn uống tốt hẳn mà cũng không bị táo. Wow. Bố dâu ấy và bố nhà đây này, sữa mát Metake Opti được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Y học Nutrike Hoa Kỳ ấy này. Nguồn gốc rõ ràng nha, xuất xứ uy tín nên vợ mua đấy. Cả bác sĩ khuyên là nên bổ sung dinh dưỡng cho con mà. Nhà sữa này nhá còn cung cấp 60 dưỡng chất gồm đạm whey này, bộ 3 canxi K2 D3 nên là vừa hỗ trợ tăng chiều cao mà còn giúp con phát triển cả cân nặng đấy bố ạ. Uống xong bình sữa ngon là dâu cười tít mắt và còn biết cất sữa đúng nơi nữa. Betacare Opti còn có cả sữa hộp pha sẵn siêu tiện lợi cho con khi mà con ra ngoài hoặc đi học nữa. Bà mẹ tham khảo thêm dòng sữa này cho bé nha. Ăn luôn rồi.